Xin chào anh em đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay là mình không định quay đâu anh em ạ. Tại vì kèo này hơi to. Mà nãy giờ mình đánh lên lãi khá nhiều rồi. Thì khả năng phải quay lại tí để cho nó vui, cho anh em xem cái mà giải trí. Kèo này kèo khá to của mình nhá. Mình vốn mình vào là 20M nhá. Vốn vào 20M. Bây giờ hiện tại là đã ăn lên được khoảng tầm 190M rồi. Và mới thua 2M đó, 188M này. Kèo này kèo nửa đêm anh em ạ. Khá là khuya. Khuya này thì bắt mấy quả cầu to này. Rực rỡ luôn anh em. Quá rực rỡ. Hiện tại cầu vẫn cứ là ổn định, mình cứ giải thử tứ anh em nhé. Vốn đang mạnh mà. Cứ giải thử tứ 1-2 triệu xem có về nổi không. Cầu này thấy chưa thấy ra được nổi tứ. Nãy giờ mà bắt chẵn thì ngon rồi. Vẫn chưa ra được tứ anh em ạ. Hơn 20 tay rồi. Từ lúc vào giờ mình ăn, mình toàn ăn chẳng lẽ. Lúc nãy ăn được 2 pha 3 trắng 15M. Lên thôi, có gì đâu. Tội dám đánh hay không? Gãy à, đến lúc mình vào chẵn thì nó lại sang lẻ anh em. Cầu đang chạy lại về cái pha hơi khó chịu rồi đấy. Nãy giải tứ toàn ra chẵn không. Mình bắt chẵn cái lại sang lẻ. Cầu này chạy gì đây? À, cay chê. Bắt ba trắng về ba đỏ. Hơi đau đấy. Vốn 20M lên được gần 200M. Anh em nào mà thấy kinh không? Nhiều anh em không tin đâu. Nhưng mà đó là sự thật. Hôm nay thì tôi không muốn quay cho anh em đâu. Tay này bao nhiêu được mua. À, vẫn chết anh em ạ. Thế khả năng phải tay sau rồi. Kiểu này lại về chuẩn bị về mo rồi. À, mua được cái tay chẵn toàn mạnh quá. Lên nhanh mà xuống cũng nhanh anh em ạ. Cần vài tay mà sơ suất cái. Tay này thì chắc chắn là mình mua chẵn rồi. Không chạy đi đâu mà thoát được. Rồi. Lấy lại được phần nào đó anh em ạ. Nãy giờ thua liên tục. 190M xuống đấy. Vẫn cứ là ok. Rồi. Đẹp luôn anh em. Kèo này là kèo to, đánh hơi căng. Gặp cầu là lên anh em ạ. Mình cũng không nghĩ, chưa từng nghĩ là 20M mà dáng lên được nhiều đây đây. 20M thì mọi lần mình đánh thì khoảng tầm lời được 15-20M là mình cũng nghỉ rồi. Nhưng mà hôm nay bắt được quả cầu ghê quá. Lúc nãy bắt được quả cầu lẻ với kinh rồi anh em. Lên như diều gặp gió luôn. Không nghĩ là hôm nay quay cái clip này luôn. Anh em mà đi qua nhớ comment số điện thoại xuống dưới kênh để bình luận kênh Minh Lộc Lá nhé. Và đừng quên đăng ký kênh cho mình, cũng như là nhấn thông báo để mỗi lần mình ra clip thì anh em có thể thấy được. Vẫn được ba vị đỏ. Vẫn ba đỏ. Căng nhé. Người nổi hết cái da gà anh em. Bây giờ nếu mà nghỉ vẫn lời được 150M này. Tiếp tục nè, bắt chẵn nè. Đã lên được tầm này mà nghỉ thì hơi khoai. Rồi, lấy lại tay trước, có gì đâu. Căng nhỉ, không ai đánh to tốt mình không. Mấy ông người to bị loại ra khỏi phòng chiến đấu rồi sao ấy. Căng phết đấy. V
Vốn to này chỉ có bắt vị cho anh em ạ. Bắt vị thì lên mới nhanh được. Bắt mấy pha đều trượt cả. Vị trắng vẫn không ra được, nó vẫn ra vị lẻ, vị đỏ. Ba trắng thì vẫn chưa ra được. Ra ba đỏ. À, bắt ba đỏ là sang chẵn này. Căng phết đấy anh em. Chuyển sang cầu 1-1 hay sao đây? Hình như không phải. Cái lúc này mình đánh là lúc tỉnh táo nhất anh em nhé. Về đêm là tỉnh táo nhất rồi. May quá. Còn mấy giây cuối đặt được 5 triệu không lại mất thêm 10 triệu nữa rồi. Bắt ba trắng vẫn chưa ra được này. Đang chạy cầu 1-2 à. 1-2-3 có khi thế. Nếu như thế thì tay này phải lẻ rồi. Bắt lại ba đỏ xem. À, bắt ba đỏ lại về ba trắng anh em. Căng thật sự. Bắt được đúng cầu đấy, nhưng mà mình ăn dày. Mình bắt vị không nãy giờ. Bắt ba nó bên chẵn lẻ thì ngon rồi. Cũng lúc nãy cũng vì 20m cũng vì bắt vị như này mà lên đây. Cho nên bây giờ thì bắt vị không. Căng thế. Tay này không kịp rồi. Thôi cũng được. Tay này có kịp vào, rớt vào tí lẻ lại mất nữa. Tay này thì chắc chắn là mình mua chẵn rồi. Chạy đâu thoát được. Rồi, vào luôn anh em. À, mãi mới vào được quả căng căng tí. Giờ bắt hai pha vị đều xịt cả cay thật. Lại lên 190 rồi. Lại về lúc như lúc ban đầu. Kèo này cầu 123 hay sao anh em? Phải không ta? Bắt chặn luôn đi. Rồi chuẩn luôn. Chuẩn cầu 123 rồi. Quá đẹp luôn. Lúc nãy mình đang tính bắt cờ 1221 đấy, nhưng mà nhìn nghi lắm rồi. Nó chạy quá là khuôn luôn. Tiếp này, tiếp chẵn này. Này không bao giờ đổi lẻ được rồi. Tôi bán bao nhiêu tiền tôi cũng mua hết quả này. Ok, tay này bắt tứ là chính đấy. Bắt vị chẵn đấy. Mọi người biết sao không? Mấy cầu này cầu lừa, đang đẹp tự nhiên cầu đẹp mà tự nhiên 123 kiểu gì sang lẻ làm sao được. Lẻ cũng 123 à? Đấy, mọi người nhìn thấy không? Kiểu gì ba nó cũng phát triển lên 4. Khả năng tay này còn chẵn nữa này. Có khi vẫn mua chẵn tiếp anh em ạ. Nhưng mà thôi từ từ đã lót thêm lót cái vị tứ phát. Đang lời nhiều lắm. Bình tĩnh bình tĩnh. Lên được hơn 200m rồi. Khả năng là đánh nhẹ nhẹ tí nữa để nghỉ này. Đang lãi nhân 10 lần rồi anh em ạ. 20m nhân 11 lần. 20m lên được hơn 200. Căng. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn anh em. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Quá đỉnh luôn. Nhẹ hết cả người. Thôi nghỉ anh em ạ. Nghỉ, 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 nghỉ thôi, nghỉ thôi, nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Một đêm thật tuyệt. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau nhá. Nốt tay này. Rồi. Tròn 300 anh em. 300. Nghỉ.